Ủa, bánh mì xin mến chào cả nhà buổi tối ha. Tối nay em nấu lẩu sa tế với tôm với cả nhà. Ăn với lại mì gói cả nhà ha. Tại vì em đi làm về em mệt quá cả nhà ơi. Nên chi nấu nhiều nhiều thứ quá rất là mệt. Tôm này ngon lắm cả nhà nha. Tôm này con lớn lắm, rất là lớn luôn. Em không biết Việt Nam mình là kêu bằng tôm gì, tôm sú hả? Em cho gói mì hảo hảo nha cả nhà. Em cho rau vô luôn ha, rau kim châm à. Kim chi hay kim châm, kim châm. Giá nha cả nhà ơi. Với lại ít rau xà lách ha. Nó sôi lắm rồi cả nhà ơi, chín rồi đó. Ủa, bánh mì xin mời cả nhà ăn tối nha. Hơi nóng cả nhà ơi, nhưng mà rất là ngon. Ăn thử con tôm nha. Ăn lẩu thì phải nóng rồi, nguội thì nó không ngon phải không? Tuyệt vời. Ngon quá. Không có anh xem ở nhà, em ăn một mình á cũng hơi buồn á cả nhà. Nhưng mà phải chịu thôi. Hôm qua em ngủ một mình á, trời ơi, trời mưa gió nó rất là sợ luôn. Nó xì xào vậy đó. Trời ơi, em mất ngủ cả đêm luôn cả nhà ơi. Thật ra anh xem á, lần đầu tiên đi xa em á, ảnh đi đâu ví dụ như tiệc á, có khi tiệc ảnh gặp những người bạn thân của ảnh mấy chục năm á thì không dám lái xe về á cả nhà, tại sợ mất bằng lái á, thì phải ngủ lại sáng sớm là về nhà thôi à. Lần đầu tiên là đi xa là ngủ qua đêm luôn á. Chút xíu nữa mình ca cái bài trích đoạn của Lang Bà Điệp gửi tặng anh xem với lại cả nhà luôn ha. Hay là mình ca giờ đi nha, rồi chút xíu ăn đợi cho nó nguội xíu. Vô nha. Xem ơi. Lộn đề rồi. Bị vô vô sai rồi. Xem ơi, sao anh nữa không không sai nữa không. Xem ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao cửa rộng nên anh đắm, anh say, anh mê, anh mong, còn thương nhớ chi người con gái quê này. Ngon quá cả nhà ơi, rất là ngon. Ở nhà hết rau rồi cả nhà ơi, còn cái gì á thì em ăn cái đó.
cho vô thêm ít cái gì ta, salad nữa nha anh nha. Salad không cần chín cũng được, em thích ăn sống sống vậy đó, cái giá em thích ăn cái chín cái sống sống vậy nè, nó đang nóng á, bỏ xuống là nó cũng chín thôi. Nhà không còn rau gì nữa đâu, rau nhiêu đó đó. Cái lẩu này nè cả nhà, là ăn một người thôi nha, nên khi mình muốn bỏ cái gì vô á thì mình bỏ, mình ăn xong ăn hết luôn á, chứ không có không có phải cái giống như là dư á, tại vì có một người ăn thôi à. Nên chị em bỏ dừa cho em ăn thôi, chứ em không bỏ hơn đâu nha cả nhà. Ăn thì cho nó tiện á. Nếu có anh xem á thì em làm lẩu hai người, nó có cái lẩu hai người nữa. Mà mình em thì em làm một người thôi. Em vừa đủ em ăn thôi cả nhà. Ủa nó nóng. Nó nóng, bỏ giá cho nó chín luôn cả nhà. Em thấy dừa ăn rồi. Nên chứ em không có cần chấm nữa nha. Dừa ăn ngon. Tôm này nó rất là ngọt luôn. Nó hơi mắc mà nó ngọt. Ngon. Cuối tuần anh xem mới về á cả nhà. Em đi làm về á, em đi kiếm cái sợi dây mà để mà cắm nồi lẩu với cả nhà, vì cái này bằng điện á, anh xem đánh cất đồ em tìm ổng ra, kiếm được cái dây xong á thì đi kiếm sợi dây dài để mà nối vô cái bàn á để nấu á, tìm cũng không ra. Cái cây mà để mà quay á, quay video á, tìm cũng không ra. Có nghĩa anh xem rất là kỹ cả nhà ơi, anh cất đồ, anh dọn dẹp rồi, nên chỉ có nhiều khi á mình rất là cảm ơn, mà có nhiều cái cũng rất là bực nha, tìm đồ không ra. Chút xíu ảnh coi video của em á, ảnh gọi điện thoại á. Đó, em ăn gần hết rồi thấy không? Em nói là em nấu cho một người ăn thôi. Tại vì thật ra em ăn cũng hơi nhiều so với những người bình thường.
thì em ăn hết được. Lâu sau tím nó cay cay ngon dễ sợ. Cái này nó không có độ chua nha cả nhà. Em mua cái gói sẵn á, rồi em em có hầm xíu nước xương á cho nó ngọt, để bỏ cho lẩu cho nó ngon á. Hồi trước có chị, có một chị nói thêm ăn giống vậy nè, không biết anh hay chị là bạn nào nữa, nói em ăn vậy nhìn giống như là cháo cho heo. Nhưng mà thật ra không phải đâu, em ăn nó giống như một cái tô thôi. Mình khỏi dùng chén bát nhiều quá cả nhà, nó giống một cái tô thôi. Mình muốn nước chấm gì á thì mình làm nước chấm mình chấm thôi. Ví dụ mình ăn như vậy mà còn xíu bún là cái gì á, mình không thích nữa thì mình bỏ cũng được. Mình ăn những cái thịt cá mình ăn cho nó hết. Mà ví dụ như không hết đi các bạn, mình cắt nói xong liệu luôn cả nhà. Cả nhà gấp ra lấy tô á, xong rồi mình cất tối mình ăn cũng được luôn, không sao hết. À, thấy không, em ăn còn con tôm này là còn thêm một con nữa là hết rồi đó, đâu có dư đâu. Còn nếu em ăn nhiều, ví dụ em ăn những cái hải sản này nọ thì mỗi thứ em còn ít thôi. Còn hôm nay tại em ăn tôm không thì em bỏ tôm nhiều cho nó no. Ví dụ như còn miếng mì thì thôi mình không ăn thì mình bỏ, nó cũng không có tiếc. Có khi em nấu trong miếng nè, có khi em ăn với bún nè. Em hết ăn hết rồi. Vậy thôi em xin dừng video ở đây.
Em cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Em chúc cả nhà một ngày an lành, hạnh phúc ha. Chào tạm biệt. Bye.